Livestream đang dần thay thế cho chụp ảnh tự sướng để trở thành công cụ sống ảo tốt nhất dành cho giới trẻ hiện nay. Với sự phát triển của các công cụ như Facebook Live, Bigo Live, YouTube Live thì việc làm live với một chiếc điện thoại là vô cùng dễ dàng. Vậy chúng ta nên dùng điện thoại nào để livestream? Những yếu tố cần thiết cho một chiếc điện thoại để livestream tốt là pin trâu, màn hình to, camera trước sau đều tốt và tốt nhất là nên có 2 SIM để dùng thêm SIM 3G tốc độ cao. Và những yếu tố này có mặt đầy đủ trên Z7 Prime với viên pin lên đến 3300mAh và hai camera trước sau đều có khẩu độ f1.9 đáp ứng tốt việc quay chụp trong những điều kiện thiếu sáng. Con chip Exynos 7870 cũng dư sức để xử lý các tác vụ live thông thường trên Facebook hay Bigo. Thiết kế của Z7 Prime cũng giúp bạn cầm nắm dễ dàng bằng một tay và tránh bị rớt điện thoại khi livestream. Đây là một trong những chiếc điện thoại sử dụng camera kép mới được tung ra gần đây. Huawei P9 có thể cung cấp hình ảnh cực kỳ chất lượng cho buổi livestream. Nhất là những buổi livestream cần quay buổi đêm nhiều thì với hai cảm biến giúp bắt sáng tốt hơn, Huawei P9 đang là sự lựa chọn số 1. Mặc dù vậy, pin của P9 chỉ là 3000mAh, kém hơn một chút so với Z7 Prime nhưng để livestream thì cũng là dư giả. Thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ cũng là một ưu điểm của P9. Samsung A9 Pro thực sự là một con quái vật ở phân khúc gần cao cấp khi sở hữu một viên pin 5000mAh giúp bạn livestream từ sáng đến tối. Từ trường về nhà, lái bất kỳ lúc nào, bất kể nơi đâu. Camera sau lên đến 16MP với khẩu độ 1.9, camera trước thì lại trang bị ống góc rộng để có thể livestream đông người. Tuy nhiên nhược điểm của A9 Pro là vì máy có màn hình lên đến 6 inch nên sẽ hơi khó để cầm một tay, đặc biệt là với các bạn nữ. Ba sản phẩm trên đều là những sản phẩm mới ra mắt và có thể giúp bạn thực hiện livestream với một mức giá phải chăng. Còn nếu bạn muốn biết điện thoại nào được dùng để livestream nhiều nhất thì chắc chắn đó là iPhone 6S và iPhone 6S Plus. Các dòng điện thoại iPhone nói chung đều nổi tiếng với việc sở hữu hai camera cực kỳ ảo diệu nhờ vào con chip xử lý hình ảnh độc quyền của Apple. Thời lượng pin vốn không phải là điểm mạnh của iPhone cũng đã được phần nào đó khắc phục trên 6S và 6S Plus, giúp những buổi livestream được kéo dài hơn so với các dòng iPhone trước. Tuy nhiên, mức giá của iPhone 6S vẫn thuộc loại cao và bạn nên cân nhắc mua hàng cũ đã qua sử dụng nếu muốn tiết kiệm chi phí. Và cuối cùng trong top 5 chính là hai siêu phẩm nhà Samsung S7 và S7 Edge. Đây là hai chiếc điện thoại được đánh giá là sở hữu camera tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. S7 Edge thậm chí được trang bị viên pin 3600mAh với thiết kế hai viền cong đem lại cảm giác cầm nắm cực kỳ chắc chắn. Ưu thế vượt trội của S7 và S7 Edge là có khả năng chống nước, đồng nghĩa với việc đáp ứng tốt việc livestream gấp dưới trời mưa. Livestream dưới bể bơi tầm 5 phút thì cũng có thể được. Mức giá của S7 và S7 Edge hàng cũ đã qua sử dụng cũng khá tốt để tiết kiệm chi phí. Oppo F1S suýt chút nữa cũng lọt vào top với camera trước lên đến 16MP, nhưng sau khi kiểm nghiệm thực tế thì F1S kém hơn so với top 5 điện thoại trên một chút. Siêu phẩm iPhone 7 chưa được kiểm nghiệm thực tế về thời lượng pin hay là camera nên chưa thể đưa vào top 5 này. Còn Samsung Note 7 thì đang rất hot nên phải đợi máy nguội bớt thì mới có thể kiểm nghiệm khả năng livestream. Còn rất nhiều smartphone khác có thể đáp ứng nhu cầu livestream của các bạn. Hãy trải nghiệm và cho biết ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các số sau.